Hấp dẫn cuộc đua vô địch Cúp Hùng Vương, đội bóng nào đang chiếm ưu thế? Sau vòng 1 giải vô địch quốc gia vô cùng sôi nổi, đầy thú vị với những bất ngờ liên tiếp xảy ra, guồng quay của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục với điểm đến tiếp theo là Phú Thọ, với giải đấu được chờ đợi dành cho 4 đội bóng hàng đầu Việt Nam Cúp Hùng Vương 2024. Khác với mọi năm, năm nay 4 đội dự Cúp Hùng Vương là các đội bóng có thứ hạng cao nhất tại giải vô địch quốc gia 2023, thay vì vòng 1 giải vô địch quốc gia 2024. Lý do là bởi sự thay đổi trong thể thức thi đấu tại giải vô địch quốc gia khiến các đội bóng có sự khác biệt về số trận đấu tại vòng 1. Có đội thi đấu 5 nhưng có đội cũng chỉ thi đấu 4 trận. 4 đội bóng sẽ tạo nên những cuộc tranh tài thú vị tại Cúp Hùng Vương 2024 sẽ là Ninh Bình LP Bank, Hóa chất Đức Giang, Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An. Căn cứ vào thứ hạng của giải vô địch quốc gia 2023, hai cặp bán kết vô cùng hấp dẫn và đầy duyên nợ của giải đấu cũng đã được xác định là Ninh Bình LP Bank đối đầu với Binh chủng Thông tin và Hóa chất Đức Giang đối đầu với VTV Bình Điền Long An. Với tính chất căng thẳng của vòng bán kết, mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá. Chính vì thế, các đội bóng đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu lần này. 4 đội bóng góp mặt đều là những thế lực hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam hiện tại, hứa hẹn những cuộc đua tranh tài đỉnh cao ở Phú Thọ. Hóa chất Đức Giang đang là đương kim vô địch của Cúp Hùng Vương, nhưng đội bóng của Bầu Huyền lại đang là đội có phong độ, lực lượng bất ổn nhất trước thềm giải đấu. Vị trí thứ 5 sau vòng 1 với 2 thất bại khó nuốt trôi trước VTV Bình Điền Long An và đặc biệt là Long Sơn Thanh Hóa chắc chắn sẽ là một nỗi thất vọng lớn với các nhà Á quân quốc gia. Nhất là khi Bầu Huyền đã mang về bản hợp đồng bom tấn Sasipapon. Thế nhưng, chủ công của đội tuyển Thái Lan đã không đáp ứng được kỳ vọng trong một tập thể Hóa chất Đức Giang thiếu ổn định và quá bị áp lực về mặt tâm lý. Tới Phú Thọ, mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của Bích Thủy và các đồng đội sẽ còn khó khăn hơn gấp bội khi đội bóng sẽ không còn sự phục vụ của Sasipapon. Mất đi ngoại binh Thái Lan, sức mạnh tấn công từ hai biên của Hóa chất Đức Giang vốn đã không mạnh, nay sẽ còn yếu hơn khi mà những cái tên như Hồng Ngát, Hồng Hạnh, Hồng Nhung và cả Tú Linh đều chưa cho thấy sự ổn định và sắc bén trong lối chơi. Áp lực tâm lý cũng là điều mà đội bóng của Bầu Huyền cần nhanh chóng rũ bỏ để trở lại là chính mình tại giải đấu tới đây. Nếu tiếp tục căng cứng, chơi thiếu lửa như ở vòng 1 vừa qua, sẽ không bất ngờ nếu Hóa chất Đức Giang thất bại ở ngay trận đấu bán kết Cúp Hùng Vương. Đối thủ mà đương kim vô địch Cúp Hùng Vương phải chạm trán ở bán kết năm nay là một thử thách thật sự lớn mang tên VTV Bình Điền Long An. Trái với sự bất ổn của Hóa chất Đức Giang, Bình Điền Long An là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay, với dàn nội binh được đánh giá cao, có sự gắn kết và đường nét rõ ràng trong lối chơi. Tin vui đến với đội bóng miền Tây khi ngoại binh Chen Peiyan vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng đội bóng để chinh phục Cúp Hùng Vương năm nay. Tay đập có chiều cao khủng 1m94, dù đang phải nén đau thi đấu, vẫn để lại những ấn tượng mạnh mẽ tại vòng 1 vừa qua với những pha tấn công uy lực. Cô cùng với Chami tạo nên song sát tay chiều vô cùng lợi hại của Long An ở những trận đấu đã qua. Ngoại binh người Trung Quốc xuất sắc đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, những tay đập ghi nhiều điểm nhất ở vòng 1 với 117 điểm, chỉ kém một mình Kaisio Quỳnh với 153 điểm. Có thêm Chen Peiyan, Long An sẽ có thêm phần tự tin chinh phục chiếc cúp vô địch tại Phú Thọ. Đại diện của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An chia sẻ, ngoại binh Trung Quốc Chen Peiyan sẽ ở lại Việt Nam tham dự Cúp Hùng Vương 2024 cùng với đội bóng của chúng tôi. Đội bóng vẫn đang có sự chuẩn bị chuyên môn cho giải. Tới tháng 5, đội bóng sẽ tính toán kỹ lưỡng về lực lượng để thi đấu Cúp VTV9 Bình Điền 2024. Từ giờ đến khi Cúp Hùng Vương khởi tranh, Chen Peiyan sẽ có thêm thời gian để hồi phục chấn thương và dự báo cô sẽ còn khủng khiếp hơn tại giải đấu ở Phú Thọ. Ngoài ngoại binh người Trung Quốc, Long An vẫn còn đó một dàn vận động viên trẻ đầy tài năng và vô cùng quyết tâm như Trà My, Khánh Đang, Khánh Vi, Kim Thoa, Như Anh để có thể tạo nên một bộ khung đáng gờm tại Cúp Hùng Vương năm nay. Không chỉ được đánh giá nhỉnh hơn Hóa chất Đức Giang ở bán kết, đội bóng miền Tây còn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch của giải đấu. Đối thủ duyên nợ và khó nhằn nhất với các cô gái trẻ Long An không ai khác ngoài nhà đương kim vô địch quốc gia Ninh Bình LP Bank. Bích Tuyền và các đồng đội chính là cái tên khiến cho dàn vận động viên trẻ Long An liên tiếp phải ôm hận ở những giải đấu vừa qua. Ở 3 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Trà My và các đồng đội đều bất lực trước hàng chắn kín kẽ và sức mạnh tấn công hủy diệt của Ninh Bình với cái tên Bích Tuyền là đầu tàu. Chắc hẳn Ninh Bình LP Bank sẽ vô cùng quyết tâm phục hận ở Cúp Hùng Vương, giải đấu mà năm ngoái Lê Thúy và các đồng đội phải nhận trận thua tức tưởi trước Hóa chất Đức Giang ở chung kết với sai lầm của các trọng tài. Đội oan ức khi bị trọng tài cướp đi cơ hội chiến thắng
chắc chắn là một ký ức buồn mà các cô gái Ninh Bình không muốn lặp lại ở mùa giải năm nay. Với dàn hảo thủ đã cùng nhau đưa chiếc cúp vô địch quốc gia lần đầu tiên về với Ninh Bình ở mùa giải 2023 như Bích Tuyền, Lê Thúy, Nguyễn Trinh, Kim Liên và sự bổ sung từ những gương mặt trẻ đầy triển vọng như ngoại binh Warisara, Đặng Thị Hồng, Ninh Bình vẫn sẽ là một đối trọng thực sự ở giải đấu lần này. Dù vậy, chắc hẳn trận thua đầy bất ngờ 2-3 trước Vietinbank sẽ là bài học lớn với Bích Tuyền và các đồng đội khi mà Ninh Bình đã có phần chủ quan và nóng vội trong tâm lý thi đấu khiến họ phải nhận trận thua đáng tiếc. Giống như Long An, Ninh Bình cũng sẽ tiếp tục có sự phục vụ của ngoại binh người Thái Lan Warisara ở Cúp Hùng Vương tới đây để có thể gia cố thêm sức mạnh hướng tới ngôi vô địch. Dù vậy, chướng ngại ở ngay trận bán kết của Bích Tuyền và các đồng đội sẽ không hề dễ dàng. Khi đó là đối thủ kỵ dơ nhất với Ninh Bình trong nhiều mùa giải qua, Binh Chủng thông tin. Đội bóng đất cố đô có thể dễ dàng đánh bại Long An, có thể vượt qua Hóa Chất Đức Giang, nhưng mỗi khi đối đầu với thông tin, Bích Tuyền và các đồng đội lại thường không là chính mình và phải nhận những trận thua đau. Tới với Cúp Hùng Vương, đội bóng áo lính cũng đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng tiếp tục gieo sầu cho Ninh Bình. Ngôi nhất bảng sau vòng 1 phần nào phản ánh được sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng ở mùa giải năm nay. Sự tiến bộ sau khi trở về từ chuyến xuất ngoại của bộ đôi Lâm Oanh và Kiều Trinh, cùng với đó là sự bổ sung chất lượng từ phụ công huyền thoại Plumjit Thinkao, giúp đội bóng áo lính có đội hình rất chiến ở mùa giải năm nay. Thông tin vẫn là đội bóng được đánh giá cao ở chiều sâu trong đội hình và sự đồng đều ở mọi vị trí. Điểm lo lắng duy nhất của đội bóng áo lính là vấn đề thể lực cũng như phong độ không ổn định của các chủ công và libero. Trận thua trước Quảng Ninh ở lượt trận cuối vòng 1 đã chỉ rõ điều đó khi mà thông tin tỏ ra hụt hơi sau ngày thi đấu trước đó phải thi đấu 5 set với Thanh Hóa. Những điểm yếu trong khâu bước 1, phòng thủ cũng vì thể lực đi xuống mà bộc lộ khá rõ rệt, khiến Kiều Trinh và các đồng đội phải nhận thất bại trước Quảng Ninh. So về mặt lực lượng, ba đội bóng là Thông Tin, Long An cùng với Ninh Bình đang có phần chiếm ưu thế hơn. Dù vậy, trong những trận đấu có tính chất căng thẳng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cúp Hùng Vương tới đây hứa hẹn sẽ là một giải đấu vô cùng hấp dẫn, kịch tính khi quy tụ được những đội bóng ngôi sao hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam hiện tại. Đội bóng nào sẽ giành được ngôi vô địch Cúp Hùng Vương năm nay? Thật khó để đoán định. Chúng ta hãy cùng theo dõi và chờ đợi câu trả lời ở giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 tại Phú Thọ nhé.